bạn lớn chịu. Vô. Là 10.000 tấm à. Vô. Là 3 tấm làm sao? Hay lắm mày mà kinh sao? Ôi nói hay không? Đúng không? Hay xui. Không ai biết được không? Không ai biết được ông hay xui thôi. Chừng nào chúng tôi chung không hành chuối nó toàn ớt không? Nó toàn ớt không? Hai chồng ăn nãy giờ này em ăn quá trời này. Cái kỳ không? Cái lòng vui gì đó. Bố về chưa ra hả? Mấy bữa dạ có rồi đang mấy bữa bên em có mấy người bạn nó mua một con dê mà chị biết không, nó có nó chúng con dê cái luôn nó làm á, mấy nó con của nó hạ đào á, con cháu luôn xanh em nói thiệt nha, ăn cả luôn con. Đó bạn nuôi heo đó, ông Lộc này. Ông Lộc hôm nay xin heo của người bạn á. Không nhắc mấy cái đó. Nhắc gì lực đâu. Đây là Diệu Ngọc Dương. Cương như bác sĩ Cường, Lộc xuống giường vẫn còn cương. Diệu ta đấy. Hôm nay mình ăn đậu dê, mình uống rượu cho nó ấm bụng. Ai có cục thì người ôm. Coi như anh chắc là ôm cục cục của thùng rồi. Ngon đó. Bỏ vô đâu nhé. Này mới cầm tưởng là hành chứ hả? Chơi cái này xong cái gì về thu lô tô xong rồi đi đâm bóp đó về cũng mất xác. Rau để bỏ bố xe xuống à. Dạ rồi chàng này cho tôi đổ chứ do tôi cầm này là. Bỏ bối xẹp xuống à. Đại này chưa có cái đâu này. Nãy giờ có chén hả? Lấy chén đi ha.
cho anh mình đĩa về nướng. Đâu có, đang mình nhú nướng mà. Hả? Đang còn à, đây nướng dấu giống nhú ha. Cho lên đĩa thịt về nướng nữa. Cho anh cái chén ớt nữa. Một dê nướng, một vú nướng rồi một chén ớt. Chỉ là dê nướng, vú nướng rồi chén ớt. Cái này là gọi là cái gì vậy ta? Cái tàu tàu. Không. Cái mà nó tròn tròn mà nó có lỗ lỗ á. À, sò sen, lá sen. À, đó 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 đó. Đó. Sẹt ngó sen. Ta tìm dê không nuôi tôi ít về nấu cái đó. À đó. Nấu sen với lại nấm đông cô á. Dạ. Anh đi. Ủa, ai cho vô? Ai ăn trứng nè, chín chín chưa? Hả? Không, khoai khoai nhiều nước gì à? Bên nhà bà ba anh em mình làm cái này rồi ăn lẩu rồi gì nó ngon hơn, không biết nó no không ngon màu tới rồi. Đêm nay mà anh có bậy bạ em chửi lính nhá, xúi anh nữa, anh thử uống cái này. hai anh em đi sưu tầm nó trong á. Mai đi biển. Mai đi biển. Có lưới vừa, có lưới vừa. À. Có cần lưới không? Đây, có rồi, lưới. Có áo phao đầy đủ hết rồi. Mai đi biển. Có hết nghe. Con. Kêu thêm một dĩa mì tôm nữa hả? Bay. Ở đây có mì tôm không ai là mì vàng này có mì tôm không? Có rồi. Gói rồi, lấy mì gói đi. Nha. Mì gói thôi. À, một dĩa, hai ba gói gì nữa. Để mì gói. À, chung đi. À, cảm ơn con. Có bữa em cũng nói vậy á. Kêu mà mấy thằng này em biết. Có bữa em cũng nói vậy đó, hai ba gói vậy nó đưa ra năm gói. Nó nói chứ. Nói chứ bữa sao nhiều vậy, nó nói chú nói là hai với ba là năm. Không, chú đã hỏi ở đây có lấy thẻ không? Anh quên mang tiền hết rồi. Lấy thẻ không? À, thẻ hả? Có, em có chứng minh nhân dân. Siêu thị á, mấy siêu thị cả. Cảm ơn. À, cái này để trong cái gì đó được là. Vũ. Dạ. Ông ăn ớt không? Đây này, tay dài mà, để em làm cho em bắt. Với hai đĩa. Rồi được rồi. Ồ, đĩa này. Có lấy không? Với đâu? Không lấy đĩa này. Bỏ cái đĩa lại. Nhú xong thấy núm đồ hết trời. Không thấy nụ hết rồi. À, nụ. Mấy cái nhú đồ hết rồi. Hình như nó ăn rồi sao á. Mấy cha này nó uống rượu vô giờ nó đi tìm nhú. À, bà mẹ ra đáng lẽ phải có ấy. Rồi, đây. Rồi, đêm nay ai khổ vì ai. Đúng rồi. Ồ, cái này là vú gì chúng mình có mồi mới nè. Đồ đấy rồi hả? Đúng rồi đó, pha vô đi. Mồi mới pha cái bột vào. Cái rượu nó tanh không? À đó. Tanh tanh. Nó nói mà. Mày biết sao không? Nếu mà mình thấy à, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn. Được rồi đây. À. Cái này mới ngon nè. Tại vì nước Bắc á, không pha thêm nước Bắc nó không tanh như nữa.
em nói em có điều với nhà cả cái con đột đột biển á, nó cũng tanh vậy nè, em nói với dân đó